Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tính năng làm đẹp ở trong Filmora 12 nhé. Thực ra thì tính năng này ở trong Filmora 10 và Filmora 11 nó đều có rồi, nhưng mà các bạn đã làm ở bản 12 các bạn không tìm thấy. Xong rồi các bạn réo tên mình, khổ luôn. Mà nhất là các bạn réo mình đang đi chơi nữa. Dịp Tết mình đang đi chơi. Ok, by the way, mình sẽ làm một cái hướng dẫn nhanh cho các bạn nhé. Có nhiều cách để áp dụng cái tính năng làm đẹp ở trong Filmora 12, mà phổ biến nhất là các bạn kiểu là cái da mặt đấy, là da mặt làm trắng răng. Đấy là mấy cái hiệu ứng bạn hay dùng thôi, chứ còn bóp mặt, bóp cằm, rồi là kiểu nâng mũi, làm to mắt các thứ ấy, thì có, nhưng mà mình khuyên các bạn là cũng không nên dùng, tại vì dùng trông nó ảo. Ok, đây là cái Filmora 12 của mình nhé. Đây là phiên bản 12.0.12. Mình đang dùng cái bản chấm 12, chưa nâng lên cái bản cao hơn ấy, tại vì nó có một cái số lỗi. Nếu bạn nào muốn tải Filmora thì bạn xem ở dưới phần mô tả. Và bạn nào muốn mua bản quyền Filmora với mã giảm giá 20% thì các bạn có thể ấn vào đường link ở chỗ này mình hướng dẫn mua nhé, hoặc là liên hệ với mình để nhờ mình mua hộ. Ví dụ đây là cái video của mình nhé, mình quay một cái video ví dụ thôi với camera và ánh sáng như này. Đây nhà để mình quay xem full màn hình cho các bạn xem. Đây là cái da mặt của mình nhé. Thực ra mình là một người không giữ da mặt cẩn thận ấy, đâm ra là nó rất là xấu, nhiều lỗ này, rồi là kiểu nhiều chấm đen tàn nhang các thứ, nói chung là linh tinh. Vậy là mình già rồi. Đây các bạn nhìn như này. Đó. Bây giờ bạn muốn làm cho cái da mặt của bạn nó đẹp đẹp ấy, ok, thì bạn sẽ có mấy cách nhé. Đây là cách thứ nhất, là các bạn thêm cái hiệu ứng trực tiếp vào cái video bằng cách là các bạn đi đến cái tab effect nhé. Trong cái effect này bạn chọn tiếp là video effect nhé, trong cái phần video effect này. Bởi vì Filmora 12 thì nó chia ra làm vài cái mục cho các bạn dễ tìm. Sau đó ở đây bạn search là beauty file nhé, beauty file, sau các bạn enter. Ở đây nó có mấy cái beauty file cơ, thì bạn enter thì nó sẽ ra mấy cái. Ok, ủa sao không được, để beauty file enter cái. Nó phải ra ba cái ở trên này, chắc mình chưa enter, sorry các bạn. Ok, thứ nhất là beauty skin, tức là nếu như bạn chỉ muốn làm trắng da hoặc đẹp da ấy, thì các bạn dùng cái tính năng này beauty skin, hoặc nếu không ấy thì các bạn muốn cả mặt rồi cả trắng răng các thứ ấy, thì bạn dùng tính năng beautify. Ví dụ mình sẽ kéo và thả cái beauty skin này nhé trực tiếp vào video. Ok, tiếp theo là bạn sẽ kích đúp vào video, sau đó chọn vào video và chọn vào effect. Trong cái effect này ấy, thì bạn nhấn vào cái bút chọn màu này để bạn chọn cái màu da của bạn nhé. Ví dụ mình sẽ ấn vào đây chọn màu da. Da thì có ông thì da vàng, có ông thì da đen mà. Để bạn chọn vào đây. Đó, chọn vào màu da. Thì phần mềm nó đã tự kiểu làm đẹp cho các bạn rồi, thêm một cái filter vào. Tuy nhiên là nếu như mà bạn muốn thì bạn có thể chỉnh nhé. Chỉnh cái alpha này là chỉnh cái gọi là độ đậm nhạt của cái hiệu ứng. Thì bạn chỉnh cái alpha này. Đó, kéo tùy theo mắt của bạn đấy nhé. Mình sẽ view lại các bạn xem. Đó, da nó đã kiểu mượt mượt hơn một tí rồi, mượt mượt hơn một tí đúng không? Nhưng mà mình tăng cái alpha lên một tí này cho nó kiểu ảo hơn một tí nữa. Ok, view lại. Đó, nhẵn luôn, kiểu trên mặt nhẵn nhẵn hết. Đó là cái alpha, thế còn ở dưới này thì có một cái gọi là radius with tolerance. Radius chính là cái kiểu cái lớp phủ ấy, lớp phủ to hay bé thì các bạn có thể tăng nó lên, tăng hay giảm ở đây. Và cái tolerance là cái dung size của cái hiệu ứng thì các bạn cũng có thể tăng hay giảm. Tức là da của bạn thì khác da của mình, nên là bạn phải chỉnh mấy cái thông số ở đây. Và chỉnh làm sao cho nó vừa mắt thì thôi. Đây là cái thứ nhất nhé. Để mình xóa cái này đi. Cái thứ hai là cái phần beautify. Beautify này thì bạn cũng kéo và thả trực tiếp xuống đây. Đó, khi bạn dùng cái beautify thì bạn cũng kích đúp vào video, sau cũng chọn vào effect nhé. Trong cái effect này thì bạn có mấy cái smooth này. Smooth là cái gọi là kiểu độ mịn của da ấy. Thì bạn có thể tăng giảm cái smooth ở đây. Ví dụ ở đây bình thường ấy mình sẽ để nó khoảng tầm 30 40 gì đấy. Ví dụ ở đây là 42 nhé. Mình review lại này. 42 smooth. Đó. 42 thì nó đẹp đẹp rồi, nó không bị kiểu nó không bị mất hết chi tiết của da ấy, thì trông nó thật hơn đúng không? Ok. Thế còn nếu mà bạn muốn kiểu chỉnh trắng răng các kiểu nhá, ví dụ ở cái chỗ vị trí này bạn muốn chỉnh trắng răng này, bạn kéo lên này, có cái whiten teeth này. À, kéo lên cho nó trắng răng. Vì răng mình thì uống nhiều kháng sinh nên nó vàng. Ok, bây giờ mình sẽ kích vào ok và mình sẽ play lại cho các bạn xem nhé, để view toàn màn hình lên cho dễ xem. Đây. Đấy, đẹp da trắng răng.
Trông thì cũng ok, nói chung là tương đối. Đây là cái cách thứ nhất để bạn dùng cái hiệu ứng Beautify. Thế còn cách thứ hai ở trong Filmora 12 nhé, là các bạn có thể dùng cái Adjustment Layer. Thì để mình delete cái này đi nhé, xóa cái hiệu ứng này đi. Adjustment Layer này thì nó chuyên dùng cho việc là bạn chỉnh màu, chỉnh hiệu ứng các thứ. Thì cái này nó tiện ở cái là nếu như bạn kéo nó xuống một cái xong, bạn có thể chỉnh được cho nhiều clip, tức là bạn có nhiều clip khác nhau nhé. Để dùng Adjustment Layer thì bạn vào phần Media, bạn chọn vào Adjustment Layer, sau bạn kéo, bạn thả cái này xuống, Timeline. Trong cái Adjustment Layer này nó chưa có cái gì cả, bạn phải thêm hiệu ứng cho nó. Bạn lại đi vào phần Effect, sau bạn chọn vào View Beautify này chẳng hạn, bạn kéo xuống, bạn thả xuống cái Adjustment Layer. Sau bạn kích đúp vào Adjustment Layer, bạn chọn tiếp vào Effect nhé. Trong cái Effect này lại có Smooth và White Teeth được các kiểu. Và nếu mà bạn nào thích thì bạn có thể chỉnh cái mũi luôn. Bạn cho cái mũi của bạn nó kiểu nó hẹp lại, xong rồi cho bạn mũi của bạn nó dài ra, cao lên các thứ ấy, thì bạn có thể chỉnh. Tuy nhiên mình sẽ chỉnh mỗi cái Smooth này thôi. Đó, giảm bớt cái Smooth khoảng tầm 40. Whiten Teeth này, tăng cái Whiten Teeth đi. Kích bảo OK. Đây là cái hiệu ứng nhé, Adjustment Layer. Đó, kèm đây, Full Screen này. Đó, có hiệu ứng này. Xong ra chỗ này là nó sẽ hết hiệu ứng nhé. Đấy, đến chỗ này hết hiệu ứng, các bạn nhìn này. Ra nó xấu dã man nhỉ. Ok, đơn giản thôi. Với các hiệu ứng khác, ví dụ là cái gọi là chỉnh da, chỉnh giếc ấy, các bạn cũng có thể kéo, bạn thả xuống cái Adjustment Layer này. Và cái Adjustment Layer này thì bạn di đi đâu thì cái video của bạn nó sẽ chỉnh chỉnh đẹp ở chỗ đấy nhé. Bạn cắt này, hoặc là nếu bạn muốn kéo dài cái Adjustment Layer này ra cũng được. Ok, đơn giản thôi. Đấy là cách làm nào để diệu dùng hiệu ứng làm đẹp ở trong phần mềm Filmora 12. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.